tới Buôn Ma Thuột thì đi uống cà phê ở đâu? Một trong những cái địa điểm mà rất là nhiều những cái anh chị ở địa phương tại Buôn Ma Thuột, cũng như là những anh chị mà tới đây du lịch hay là tới đây tìm những cái bất động sản đầu tư, rất là hay lui tới uống cà phê và trải nghiệm với cái phong cách cà phê ở địa phương. Nói tới đây thì chắc là anh chị và các bạn cũng biết đó là địa điểm nào rồi phải không ạ? Đó chính là làng cà phê Trung Nguyên, một trong những cái địa điểm mà cà phê rất là nổi tiếng của người dân địa phương, cũng như là một trong những điểm check-in rồi tới thưởng thức những cái văn hóa đặc trưng rất là nổi tiếng. Thì ngày hôm nay Tuấn sẽ quay cũng như là review gửi tới anh chị và các bạn cái khung cảnh ở đây. Xin mời anh chị và các bạn cùng theo dõi. Đây là cái quang cảnh ở phía bên ngoài của làng cà phê Trung Nguyên. Thì hôm nay thì chúng ta hãy cùng tham quan ở cái khu vực này. Làng cà phê Trung Nguyên có quy mô 20.000 m², thiết kế như một cái công viên sinh thái văn hóa giữa Tây Nguyên đại ngàn. Tại đây thì anh chị và các bạn có thể thấy là cái kiến trúc kết hợp với cây xanh, mặt nước tạo ra một cái khung cảnh rất là hài hòa và sinh thái. Không gian thì rất là thoáng đãng như thế này thì mọi người tới đây vừa có thể thưởng thức cà phê, nghỉ ngơi, thư giãn đều rất là hợp lý. Tập đoàn Trung Nguyên thì ngoài kinh doanh cà phê còn lấn sân sang các lĩnh vực bất động sản với dự án thành phố cà phê rất là nổi tiếng, vị trí cũng nằm rất là gần đây. Hiện nay thì cả nhà đang xem là không gian thưởng thức cà phê nhìn từ phía bên ngoài. Có 3 cái gian nhà cổ nổi tiếng đó là Cherry, Arabica và Robusta được bố trí liên hoàn. Các cái ngôi nhà cổ này thì được xây dựng theo kiểu nhà cổ ở Huế, có khung gỗ và mái ngói rất là bắt mắt, như anh chị cũng thấy ở trên phía camera. Ở làng cà phê thì vẫn thường xuyên tiếp đón khách tới quanh ngày, nhưng mà nhiều nhất thì vẫn vào cái buổi sáng sớm. Đây là khung cảnh của một cái dòng suối nhân tạo rất là đẹp. Không gian rất là trong lành bên một cái khung cảnh giản dị, thoáng đãng. Còn phía bên trong kia là khu mua sắm. Đây là cái khu mua sắm các cái vật phẩm sữa, cà phê năng lượng, G7. Tiếp tục hành trình tham quan làng cà phê thì bây giờ chúng ta tới với phía sân vòi nước, rồi một cái khu ngọn giả sơn ở phía bên trong. Đây là hình ảnh sân uống cà phê. Vòi nước rất là thư giãn. Phía đằng xa kia là một ngọn giả sơn. Và nếu như anh chị và các bạn tới vào những cái ngày cuối tuần thì ngọn giả sơn đó có nước chảy xuống. Khung cảnh rất là đẹp và hùng vĩ từ trong làng cà phê Trung Nguyên. Đó, anh chị có thể thấy ở trên camera. Bây giờ thì mọi người cùng em Tuấn di chuyển qua khu bảo tàng dân tộc Tây Nguyên. Khu này có kiến trúc kiểu nhà dài của người Ê Đê với vật liệu gỗ và mái lá. Đây là nơi trưng bày những cái hiện vật cổ có giá trị của người Tây Nguyên, như bộ sưu tập cồng chiêng, các cái công cụ, nông cụ, vũ khí cần thiết trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Những cái dụng cụ trong cái quá trình trồng trọt, vận chuyển và chế biến cà phê của người Tây Nguyên cũng được trưng bày trên chiếc capan. Capan là tấm ván gỗ dày và rất là dài xẻ từ thân của một loại cây cổ thụ, là biểu tượng cho sự sung túc của những cái gia đình Ê Đê giàu có. Bao bọc xung quanh làng cà phê là các cái khu vườn cà phê với các cái loại cây như là Robusta, Arabica, đặc biệt là những cái gốc cây cổ thụ trên 30 năm thì cũng đang được chăm sóc và bảo tồn. Đây là cái menu nước uống tại quán rất là đa dạng. Và tới đây thì chúng ta hãy cùng vào bên trong cái khu làng cà phê phía bên trong nhà để cùng chiêm ngưỡng những cái cảnh quan ở bên trong. Trong một cái khung cảnh gần gũi với thiên nhiên như thế thì du khách có thể thưởng thức cà phê trên những cái chiếc bàn, hoặc là trên có thể là ngồi ở trên một cái tấm thảm
để uống cà phê, trải nghiệm theo cái phong cách cà phê xưa. Bây giờ cả nhà đang tới phía cuối của cái gian nhà cổ và tới với cái gian nhà cổ ở phía chính giữa. Đó, quán là một trong những cái nơi mà rất là nhiều những cái du khách địa phương tới chụp hình check-in, hoặc là những cái người dân ở sinh sống tại đây cũng hay tới để uống cà phê. Và buổi sáng thì Tuấn đi cũng thấy là cũng có những cái cặp họ cũng tới đây để chụp hình ảnh cưới. Một không gian thưởng thức cà phê rất là yên tĩnh, trong lành, tập trung vào suy nghĩ và các cái công việc. Đây là cái một cái dãy nhà nữa ở phía bên trong, những cái dãy bàn theo cái phong cách cổ ở Huế. Một không gian trải nghiệm rất là thư thái và thiên nhiên, phải không anh chị? Đây chắc chắn là một cái địa điểm mà anh chị khi tới với Buôn Ma Thuột thì chắc chắn phải ghé qua trải nghiệm cà phê. Nếu như anh chị và các bạn quan tâm tới bất động sản ở khu vực Buôn Ma Thuột thì hãy gọi điện theo cái số hotline ở bên trên để được tư vấn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết cái video này. Và nếu như anh chị và các bạn thấy cái video này hữu ích thì đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng hình quả chuông, để ngay khi kênh có cái video mới nhất thì anh chị và các bạn chính là những người đầu tiên nhận được. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.